Xin chào anh em, chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục tour lại, ghi lại những cái khoảnh khắc Vegeta củ hành team Golden Frieza nha. Đến cái giai đoạn này ấy, thì gọi là giai đoạn late game này anh em ạ. Nhưng mà cái sức mạnh của Vegeta khi anh em nâng lên max, gọi là max sao đỏ đi chứ cũng chưa cần đến level 260 mà mình thấy Vegeta của mình nó cũng quá khủng khiếp rồi. So với cái team đội bạn đây, team đội bạn Frieza 5 sao đỏ, chiến lực tổng hơn mình. Những cái con này khá là cứ anh em, cần một ức luôn. Là hơn một ức luôn. 60 triệu, 90 triệu gần một ức luôn. Đấy, và mình là Mr. Gà. Có mỗi con ve đỏ mạnh thôi, còn những cái thành viên còn lại nó gọi là phò phạch. Nhưng kém tầm 150 triệu chiến lực ấy, vẫn ăn như thường. Mình cho anh em xem qua. Đấy, đây là cái trận là hôm qua mình xét phòng thử này. Thì hôm qua ở đây Mr. Tùng đánh mình 5 trận và mình thắng được 4 trận luôn. Hôm qua hôm kia thì mình vẫn được top 1. Cứ đến tầm sát giờ là mình bem thôi. Chơi thế nó mới hấp dẫn anh em ạ. Chứ đây, tỷ lệ thắng cực cao luôn. Bây giờ mình sẽ tua cho anh em xem, chiếu cho anh em xem 4 trận này nhé. Xem khả năng của Vegeta tầm này là gì, anh có sức mạnh gì, anh có sức mạnh gì. Cú trưởng đầu tiên, wow, bạo kích thì mất 2/3 máu của Goten. Mình thấy Goten bị nổ bạo kích không, mấy con kia có nổ không nhỉ, hình như là có, nhìn nhanh quá không kịp. Hình như có một hai con bị nổ bạo kích ấy. Nhìn này, một cú trường của Frieza, à của Vegeta mà con Frieza kia cũng bị mất lượng máu khá khá này nha. Ghê chứ. Đùa sẽ được với anh. Đùa sẽ được với anh. May là đội bạn xếp xe bên trên ấy thì mình đá né nhiều ấy. Chứ cho con khác lên nó đá cho thì sức mặt. Tầm này khi ve về lết nó có xuyên giáp nhiều thì không sợ cái con bư kít nữa đâu anh em ạ. Bư kít tầm này lên đỡ làm sao được bằng xeo được. Nên anh em đến về lết game anh em cứ thoải mái mà vã Vegeta thôi. Khi ra đến tầm lết game mà đuối rồi. Ô trận này thắng này, chắc quả trường cuối em mang đến thương hiệu cực cao. Quả trường cuối, ui dồi ôi, solo luôn, ui, quả trận này thắng ao diệu thế nhở, trong lượng sát thương anh ấy ra nào, 115.198.174 điểm, gấp đôi luôn phi ra độ bạn luôn anh em ơi, quá gắt, trời khét thật. Trời quá khét luôn. Trận thứ hai nào. Đây. Kinh nhờ. Quá khoái thật. Đúng là không uổng công mình là nuôi nó 6 tháng rồi nhỉ. Mặc dù kinh tế hạn hẹp ấy. Cũng nuôi một thời gian. Nhưng mà mình nghiên cứu kỹ. Mình nghiên cứu kỹ liên quan đến cái việc build tốc và build uổng. Build tốc, build xuyên giáp hay là build bảo kích. Thì mình thấy tốc độ quan trọng nhất, tốc độ của con game này là quan trọng nhất, xét một cách thứ tự lần lượt từng con lớn đối phó với từng kẻ địch của mình là quan trọng nhất, nó vẫn liên quan đến phần tốc độ nha. Cái đấy thì anh em phải tự tìm hiểu thôi, tốc độ của con game này là
hơi mệt đấy. Mấy trận trước thì mình để ý mình tung chưởng vào con Fiza này thì thấy con Fiza này nó bị bạo kích thì nó chết khá sớm. Tầm này nó một quả chưởng mà mất của nó có một chấm máu nhỏ. Có thể trận này là mình cũng bị sợ hãi. Có thể trận này của mình cũng bị sợ hãi đây. Quả chưởng thứ hai nào. Quả chưởng thứ hai xem đầu đang như thế nào nào. Sau từ nãy giờ không đấm này anh em ạ, à, như bị sao rồi. Ồ. Bị sợ hãi rồi anh em ạ, à, đã bị sợ hãi tiếp rồi. Đã bị khiêu khích nữa rồi. Đứng đần thối luôn. Đứng đần thối luôn anh em ạ. À. Những trận thua thì nó sẽ liên quan đến việc bị sợ hãi đấy. Một trận Visa là lên đồng thì lại sợ hãi lên đồng, nhưng mà cái lượng sát thương mình gây ra ở hai cú chưởng hay là ba cú chưởng thì như chỉ được hai cú thôi, nhưng mà toàn đứng chịu trận thì tăng nợ lên một ít hơn so với việc mình được đánh. Đấy, chiếu cho anh em xem nó trận thứ ba nha, trận thứ tư chắc nó cũng vậy rồi. Đây có thể là một cái động lực để cho anh em nuôi Vegeta đến lết. Còn cái giai đoạn đầu ấy, cái giai đoạn đầu mà chúng ta muốn hơn team Fiza với giai đoạn giữa thì chúng ta phải nạp thẻ nhé, nạp tiền nhé để up đều. Con bươm béo này nhiều trận nó sẽ khiêu khích đúng vào con Fiza thì cũng cực kỳ ấy, cực kỳ hiệu quả trong cái việc mà khống chế giảm sát thương của đội bạn. Đấy là có bị chocolate nữa này. Này thì đội bạn khó ở. Úi rồi. Những cái trận mà Fiza bị con bươm béo này nó khiêu khích thì tỷ lệ thua của đội bạn sẽ khá cao. Rồi, gà lại chiến thắng rồi. Wow, rất hấp dẫn. Trận đấu rất hấp dẫn. Nên là có lẽ vậy thôi. Có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.